Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại channel của mình. Xin chào 500 anh em thiện lành. Chào mừng, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một dự án tên là Crypton. Thì hiện tại Crypton là một sàn giao dịch sắp ra mắt. Và hiện tại thì họ sẽ bán trước giai đoạn IEO của mình. Thì ngày bán IEO của họ là ngày 30 tháng 5 năm 2019 đến ngày 30 tháng 6 năm 2019. Thì họ đã bán được 237.643 trong số là 7 triệu mã token CRTX của họ. Thì hiện tại thì đây thì các bạn có thể kiểm tra phí giao dịch của họ. Thì sàn của họ thì phí giao dịch rất thấp. Thì trao đổi của họ là sử dụng mô hình thực hiện đơn hàng Maker. Thì họ sàn giao dịch Crypton sẽ phí bảo hiểm, có phí bảo hiểm của họ và phí bảo hiểm trọn đời cao cấp dành cho người dùng, những người có số tiền giao dịch kéo dài và tóm tắt cho tất cả loại tiền từ trong thời gian 10 tuần khuyến mãi hơn 1.000 Bitcoin. Thì với những người chúng tôi cung cấp cho bạn trên mỗi đơn hàng thì họ cung cấp cho các bạn là cộng 0.01%. Thì có thể là phí giao dịch của bạn là từ 0.15%. Thì phí khuyến mãi thì từ ngày 2 tháng 5 đến 19 tháng 5 thì phí là 0.2%. Và phí đặc quyền thì cho trọn đời dành cho 1.000 trader đầu tiên đến người dùng là hiện tại là 567 người thì sẽ giảm được 0.22% phí. Và phí nhà sản xuất thì phí bảo hiểm thì sẽ trừ đi 0.25% phí. Thì đây là chương trình liên kết của Crypton. Thì một mã token trong phân bổ tiền thưởng thì tiền thưởng đăng ký là 25 và tiền thưởng đăng ký liên kết là 50. Thì cứ giới thiệu được một người đăng ký trên sàn giao dịch Crypton thì bạn sẽ nhận được 25 Crypton. Thì trong thời gian IEO thì vẫn như vậy. Thì phần trong mã token mua thì sẽ hiển thị ở trong phần này. Đây là white paper của Crypton. Thì Crypton đây là một sàn giao dịch exchange mới ra mắt và họ sẽ ra đồng tiền token của mình tên là CRTX và họ sẽ có roadmap của mình và trong thời gian sắp tới thì họ sẽ list IEO các dự án khác lên. Thì Crypton là một dự án sàn giao dịch trên blockchain và người ta đăng ký user trên từng được thành lập năm 2010 và nên được quên thì họ sẽ phát triển trong tương lai tới. Thì phí giao dịch Crypton được đảm bảo cho người dùng vì giảm giá phí giao dịch rất nhiều trong phần trăm phí giao dịch là 0.25%. Thì các bạn có thể tham gia trên sàn giao dịch này và sẽ được khuyến mãi phí rất nhiều. Thì Crypton sẽ có bảo mật và sẽ có cạc banh để cho ví dụ như Visa hay là để cho người dùng có thể thanh toán dễ dàng hơn ở trên sàn giao dịch Crypton. Thì Crypton sẽ sử dụng API để người dùng có thể trading hay là giao dịch tốt nhất ở trên sàn giao dịch Crypton. Thì đây là phí giao dịch của Crypton. Thì mỗi thời gian giao dịch thì sẽ được trừ đi phần trăm phí giao dịch rất nhiều trên các sàn giao dịch của Crypton.
Thì đây là Crypton, sẽ ra Crypton token. Thì token với mã là CRTX, và nó là được sử dụng trong hệ sinh thái của Crypton. Thì tổng phân bổ của token của Crypton là khi các bạn mua 2 triệu thì với 400.000 thì token sẽ có giá là $1. Thì tổng thời gian lên thì giá của token của Crypton đã hiện là $0.24, và nó sẽ tăng trong thời gian tới. Thì các bạn có thể tạo ra các khoản tiền ở trên giao dịch ở trên Crypton và các bạn các mã giao dịch. Thì đây là roadmap của họ. Thì tháng quý 3 năm 2019 thì họ sẽ IEO, và quý 4 thì họ sẽ đăng ký netgain trading ở trên sàn Crypton. Thì quý 2 năm 2020 thì họ sẽ thành công trong việc SEPA debut theo WinRAP. Thì quý 4 thì họ sẽ thành công trong việc payment hay là con cho các visa hay là thẻ ban. Thì đây là IEO của Crypton, thì tổng cung nó có 10 triệu và 70% để phân bổ cho Pride, IEO hay A, và 18% thì dành cho TEM, và 5% dành cho Bounty, và 4% dành cho các nhà sáng lập, và 3% dành cho thị trường marketing. Thì đây là giá của IEO theo giá USD. Thì tuần 1 đến tuần 4 cộng trở lên thì mỗi tuần thì giá nó sẽ cao lên, và ai mua sớm thì được giá rẻ. Đây là đội của Crypton, thì họ là những nhà có lịch sử và có trình độ ở trong blockchain, và họ sẽ quan trọng ở trong team của Crypton. Thì tổng quan về dự án Crypton của mình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn một ngày vui vẻ.